talking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Võ Hoàng Yến vẫn chưa thể tin đây là một chiếc xe điện. Vì xe thật sự rất đẹp, kiểu dáng sang và thời thượng. Cảm ơn PEGA đã làm ra một mẫu xe điện đẹp và tuyệt vời như thế này.